Let Me Be Your Knight, anh là hiệp sĩ bóng đêm của em. Là một phim về thần tượng của Hàn Quốc, kể về câu chuyện lãng mạn giữa năm thần tượng nổi tiếng thế giới mắc bệnh mộng du và nữ bác sĩ bí mật chữa trị cho anh. Câu chuyện tình giữa nữ bác sĩ chữa bệnh và anh chàng thanh niên nổi tiếng trong ban nhạc Luna bắt đầu từ việc Jun Tae-in do Lee Jun-jong đóng. Anh vốn dĩ là một ngôi sao tỏa sáng, được nhiều người biết đến, nhưng mắc phải chứng bệnh mộng du. Tuy nhiên anh giữ bí mật vì không muốn lộ thông tin ra ngoài, ảnh hưởng đến sự nghiệp của mình. Cuối cùng thì anh quyết định tìm đến Lee Jun-ju do Jung In-sun thủ vai. Cô là nữ bác sĩ điều trị chứng bệnh mộng du tại nhà và anh đã nhờ đến cô để bí mật điều tra. Jun-ju vốn là một cô nàng họa bát, giỏi ăn nói và ngoài giờ làm việc cô dành thời gian chủ yếu cho việc làm hướng dẫn viên du lịch cho người cao tuổi để kiếm thêm thu nhập cho ước mơ mua một căn nhà. Và một ngày nọ, như thần tài đến gõ cửa, Jun-ju được đề nghị làm bác sĩ chữa bệnh mộng du cho một ngôi sao với khoản chi phí đủ để mua một căn nhà. Điều đáng nói là phải đến sống cùng nhóm thần tượng này. Bệnh nhân đó chính là Jun Tae-in, là đội trưởng của nhóm thần tượng Luna, ca sĩ chính và nhà sản xuất của ban nhạc. Là một chàng trai đơn thuần, sốt sắng và một khi đã yêu thì bất chấp mọi thứ. Nhóm thần tượng trong phim có 5 thành viên, những thành viên còn lại là những người chơi bass Kim Jun-chan, ca sĩ phụ Seo Woo-jin và người em út chơi keyboard Woo Ga-on. Chuyện gì sẽ xảy ra khi một cô gái sống cùng 5 chàng trai và cả 5 người này đều thích một cô gái? Phim được đạo diễn A Ji-suk cầm trịch sản xuất dưới ngòi bút của biên kịch Yoo So-won. Một phim hứa hẹn mang đến những tình huống giờ khóc giờ cười cho khán giả, đặc biệt hơn là dàn cast trẻ đình đám triển vọng của xứ Kim Chi. Jung In-sun là một nữ diễn viên Hàn Quốc trực thuộc H Entertainment. Cô sinh năm 1991. Cô ra mắt như một diễn viên nhí trong bộ phim của đài SBS vào năm 1996 và từng góp mặt trong các bộ phim như Magic Kid, Masuri, Nàng Đấy Giang Gung, Baseball, Next Five Men, Circle, Two Worlds Connected. Dù đã bước sang tuổi 30, nhưng khi đảm nhận vai nữ chính cho bộ phim Anh là hiệp sĩ bóng đêm của em, cô vẫn toát lên vẻ trẻ trung, xinh đẹp hút người. Mỹ nhân có sự nghiệp phim ảnh phong phú với nhiều thể loại nên có thể cân mọi vai diễn. Dù tham gia diễn xuất nhiều nhưng cô vẫn luôn dành thời gian để tham gia các chương trình truyền hình vì sở thích. Còn Lee Jun-jong, sinh năm 1997, còn được gọi là Jun, vốn là một nam ca sĩ, rapper và diễn viên người Hàn Quốc. Vào năm 2014, anh ra mắt với tư cách là thành viên của nhóm U-Kids. Vào tháng 10, 2017, anh tham gia chương trình Sống Còn, The Unit. Anh đã hoàn thành ở vị trí đầu tiên và trở thành thành viên của nhóm dự án UNB. Trước khi thủ vai nam chính trong phim này, anh đã từng góp mặt vào loạt phim dự án thần tượng như Imitation, DP, Please Don't Date Him, Backstreet Rookie. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng thần thái nam tính, lạnh lùng đã giúp anh nhanh chóng được các đạo diễn chú ý đến, đặc biệt là khả năng đọc thuộc kịch bản xuất chúng của anh.